Cho bạn khi đóng các cái pin lớn kiểu như này, nhất là các cái pin dòng sản cao, thì một cái vấn đề đó là cái pin dung lượng lớn thì cái thời gian sạc sẽ rất là lâu. Và hơn nữa là thường cái mạch mà bảo vệ và sạc cân bằng này đôi khi nó có thể bị lỗi trong quá trình mà sử dụng lâu dài, vậy nó khó cân bằng được các cái điện áp của các pin pin đầu nhau. Vì vậy việc sử dụng bách pin với cả sạc thẳng bằng đầu P cộng và P trừ này đôi khi nó sẽ không phải là một cái phương án tối ưu. Ví dụ nếu các bạn sạc mà sử dụng cái củ sạc, trong trường hợp đây tôi có bách pin 3S 6P, tức là 18 viên pin, 3 bộ 8 viên pin này. Thì nếu mà các bạn sạc bằng cái bộ sạc, ví dụ tôi đây có bộ sạc 1A, bình thường sạc thì không vấn đề gì cả. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thì có thể cái bộ sạc này, à cái mạch sạc này nó đã có thể không cân bằng, nó làm mất cân bằng cái nắp pin. Vì vậy khi mà bạn sử dụng lâu thì bạn sẽ phải cần cân bằng lại cái bách pin này. Thì thường khi đấy chúng ta sẽ phải cần sử dụng một cái bộ sạc xả chuyên dụng hơn, ví dụ như là iMac B6. Đối với cái bộ bách pin mà có dòng xả lớn thì các cái chuẩn như là cổng DC này nó không đáp ứng được cái dòng xả lớn, do các cái cổng đấy thì thường nó chỉ xả được tối đa ở dẫn được dòng tối đa ở cỡ khoảng độ 5A thôi. Trong một số cái cổng DC mà làm tốt thì nó sẽ dẫn tối đa lên đến 10A. Tuy nhiên các cái pin, nhất là các pin máy khoan, thì thường dòng xả nó cỡ khoảng độ 20, thậm chí là 30A. Như vậy cái cổng DC này không đủ. Trong trường hợp vậy chúng ta phải cần bổ sung thêm một cái loại chuẩn cổng nữa, đó là chuẩn XT60. Thì so với chuẩn DC thì chuẩn XT60 này dẫn được cái dòng cao hơn, bởi vì các cái đầu tiếp xúc của nó là bằng đồng hoàn toàn. Ví dụ cái chuẩn XT60 mà tôi đang có ở đây nó có thể dẫn đến cái dòng là 50A. Một cái số cái chuẩn nữa thì có thể dẫn được cái dòng cao hơn, T90. Ở đây là hai cái đầu cực của cái chuẩn XT60. Ở đây đây là chuẩn đầu dương. Và thế đấy. Đây là chuẩn đầu dương của XT60. Thường đi kèm với cáp sạc iMac V6 thì nó có sẵn cái đầu dương này rồi. Sẵn cái chuẩn đầu dương này. Đây là một chuẩn đầu dương gốc đi kèm XT60. Vì vậy nếu mà các bạn muốn sạc hoặc là xả thì bạn sẽ phải bổ sung thêm cả một cái đầu âm nữa. Đây là đầu âm của XT60. Nó dẫn, vì nó dẫn được bằng đồng vàng nên dẫn được dòng rất lớn. Bạn thấy lõi đồng đây rất dày, dày cỡ khoảng độ 1 ly. Như vậy chúng ta có thể dẫn được các cái dòng mà nó cao hơn, cắm rút rất là dễ. Vậy khi mà các bạn sử dụng máy khoan mà để lấy điện từ bách pin ra, bạn cần, nhất là khi mà cái dòng nó lớn thì bạn cần phải sử dụng cái chuẩn XT60 thay vì chuẩn DC. DC này tối đa chỉ được cỡ khoảng độ 5, nếu mà cái đầu là bằng đồng thì có thể dẫn đến 10A, nó không được cao được, bởi vì cái đầu tiếp xúc của hai cái gầm cực dương nó khá là gần nhau, làm bằng trường hợp này nó làm bằng kẽm, như vậy thời gian là cái này nó sẽ bị tiếp xúc kém và sẽ sinh ra nhiệt. Nếu mà bạn dẫn dòng cao nó sinh ra nhiệt, nó nóng, thậm chí có thể chảy cái đầu tiếp xúc này thì mất an toàn, để phải dùng chuẩn XT60 như kiểu này. Và đấy là các cái bộ pin của RC nó đều sử dụng chuẩn XT60, hoặc là các bộ pin dẫn như kiểu củ pin của xe điện như ở đây thì có, nó cũng dùng chuẩn XT60, không ai người ta dùng chuẩn DC cả. DC chỉ sử dụng trong trường hợp mà cái dòng xả nó nhỏ thôi. Thì để sạc cho cái, để cân bằng, quay trở lại cái việc cân bằng, thì để cân bằng cho cái bộ bách 3S 6P, tức là 18 viên pin đấy, thì ở đây tôi sẽ phải đấu thêm. Đấy đấy, chúng ta sẽ không sử dụng cái P cộng P trừ để sạc nữa, mà khi đấy chúng ta sẽ sạc cân bằng trực tiếp trên pin sử dụng iMac V6. Và chúng ta sẽ đấu cái cực âm, cực dương vào cái đầu của XT60. Và cái đầu sạc cân bằng thì chúng ta đấu lần lượt là, bạn thấy đây, đầu sạc cân bằng thì đỏ tương ứng với cực dương. Cái dây đen tiếp theo, điện áp là 7,4. Dây đen tiếp theo nữa ở đây, mà nó sẽ nối với dây xanh bên ngoài này, thì điện áp sẽ là 3,7.
và cái dây đen cuối cùng nó sẽ nối với cả cái điện áp là B trừ, tức là 0V, để chúng ta có một cái jack cân bằng ở đây. Jack cân bằng này sẽ cắm với cả cái đầu sạc cân bằng balance socket của iMac V6 để chúng ta có thể cân bằng được điện áp các pin. Đây, khi mà chúng ta sạc cân bằng, chúng ta sẽ đối với iMac V6 chúng ta sẽ phải cần sử dụng thêm cái đầu nữa. iMac V6 thì đi kèm gốc của nó sẽ có một cái dây sạc với đầu chuẩn T, thì chúng ta sẽ có một bộ chuyển từ đầu chuẩn T sang cái đầu XT60 mà nó cũng đi kèm sẵn trong cái bộ sạc của iMac V6 để chúng ta sạc. Thì với cái đầu này chúng ta mới có thể sạc và xả được với cái dòng lớn. Còn nếu mà sử dụng chuẩn DC thông thường thì chúng ta không thể sạc với xả dòng lớn được, do là cái giới hạn của các cái kết nối của chuẩn DC. Đầu chuẩn T thực ra nó cũng có hạn chế. Hiện tại thì bây giờ các đầu chuẩn T này được thay thế hết bằng XT60 rồi, bởi vì đầu chuẩn T cái tiếp xúc của nó khá là gần nhau. Để sạc cân bằng, bây giờ chúng ta sẽ đấu vào âm và cực dương. Đỏ là dương, đen là âm. Chúng ta đấu tiếp cái jack cân bằng. Anh thấy đấy, cái jack cân bằng vào trong cái 3 sẹo, thì chúng ta sạc vào 3 sẹo. Và đầu cực dương thì cái đầu XT60 thì đấu với pin. Ở đây chúng ta sẽ đấu thẳng trực tiếp vào cực âm cực dương của pin chứ không phải là đấu qua P cộng P trừ, bởi vì P cộng P trừ thì điện áp cái đấy nó qua mạch rồi. Đầu sạc đây sẽ đấu thẳng với cả âm và dương của pin, B trừ với cả B cộng của pin chứ không phải là B cộng, không phải P cộng và P trừ. Đây chúng ta chọn cái sạc. Vì khi bạn đấu nối tiếp qua cái dây dài và qua nhiều điểm tiếp xúc này thì cái điện trở, nội trở của pin khi đấy đo sẽ không chuẩn. Đoạn. Đấy. 11, 07, 12. Hai cái dây ngoài này thì nó đấu với cả cái dây dài, vì vậy cái nội trở đo được nó sẽ cao hơn. Còn hai cái bộ trong này đối với dây ngắn, như vậy các bạn thấy là nó có 0,07. Vì vậy việc đo nội trở của bộ pin này thông qua cái dây này nó không được chuẩn cho lắm. Nếu bạn muốn chuẩn thì bạn sẽ phải co ngắn cái dây này lại để cắm thẳng vào cổng này. Thì trải qua nhiều cái điểm tiếp xúc thì cái điện trở tiếp xúc nó sẽ được cộng dồn vào cái nội trở ở đây, vì vậy nó hai cái ngoài cùng bạn thấy đây thì trở rất là cao, chênh lên so với cả cái trong đến những là khoảng độ 0,5 mili ôm, trong khi điện nội trở của các cái pin ở trong đây đều bằng nhau cả. Alo lại. Em thấy là nội trở ở bên trong 0,08, còn hai cái bộ ngoài, bộ đầu và bộ cuối là 0,1 với 0,12. Vậy là do cái tiếp xúc của cái dây qua hai cái dây này thì nó dài hơn rất nhiều so với cả hai cái dây ngắn này, do vậy đo điện trở tiếp xúc nó, nội trở của pin nó bị ảnh hưởng bởi điện trở tiếp xúc cái cực như hai cái bộ ngoài, nội trở nó sẽ cao hơn so với cả hai bộ trong này, không vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi sạc. Đây chúng ta chọn là Li-ion, thì mặc định của iMac B6 Li-ion nó chỉ sạc đến cao nhất là 4,1V. Như vậy bộ 12 pin này nó chỉ sạc lên là 12,3 chứ không phải 12,6. Vì vậy bạn cần phải chỉnh lại này một chút vào system setting. Battery memory. Đây chúng ta chọn sang Li-ion. Ta sửa cái giá trị ở đây. Li-ion battery volt. Discharge current, discharge current, sạc xả, discharge voltage. Và bây giờ là cái điện áp sạc, sạc đây mặc định là 4,1, như vậy chúng ta sẽ chỉnh một chút, 4,2. Khi mà bạn chỉnh cái điện áp lên 4,2, có thể một số cái pin nó sạc nó không không lên được 4,2V, như vậy cái khó cắt được mạch sạc. Vì vậy luôn luôn sạc pin thì bạn phải giám sát, không được bỏ ra ngoài, vì nếu như vậy nó rất là nguy hiểm. Đủ lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái này. Ta sạc. Đây chúng ta chọn cái cơ chế là sạc cân bằng.
dòng sạc. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta sạc 1,5 ampe ạ. Cho bộ này. Back pin ở đây chúng ta sẽ là 3S. Thì nó sẽ check. Đây tự. Và sạc ở 1,5 ạ. Thế là pin ra là 11,4 của cả bách pin này. Em test là 12 N voltage là 12,6 V. Như vậy là đủ. Điện áp đầu vào. Nhiệt độ là 34 độ. Thường cái Mac B6 này khi nhiệt độ bên trong nó phải lớn hơn khoảng độ 45 độ thì quạt mới quay. Bình thường quạt sẽ không quay. Chủ yếu là khi mà các bạn xả thì quạt mới quay. Temperature cut off quá 50 độ nó sẽ cắt. Như vậy nếu qua trong giờ quạt không quay và điện áp quá 50 thì nó sẽ dừng không sáng nữa. Ở đây có một chế độ nữa để dừng, đó là thoa thời gian. Vậy sạc không quá, chúng đang set đang quá là 5 tiếng. Tuy nhiên với cái back pin 3S 6P này thì 5 tiếng nó sẽ không đủ. Dừng nhiệt độ, temperature cut off. Rồi là capacity. Đây ta đang để chọn là 3000 rưỡi mAh, rưỡi mAh đấy cũng không đủ bởi vì 6 viên pin này 3S 6P thì mỗi nó tương ứng là cái dung lượng cỡ khoảng độ 18.000 mAh ở 11,1 V ở điện áp định danh 11,1 V. Như vậy 18.000 mAh đây chúng ta có 3000 rưỡi không đủ. Nếu mà sạc qua iMac V6 thì chúng ta sẽ phải cần sạc nhiều lần hơn. Đây điện áp các cái cell pin 3,68, 3,68, 3,69. Vậy cái sau giữa đang được cân bằng lại điện áp. Vậy rất là dễ sử dụng đối với cả bộ sạc khi iMac B6 này để sạc cân bằng. Các bạn nên nhớ là khi mà các bạn sử dụng một thời gian, nếu mà các bạn đo điện áp các cái pin, các cái đầu pin này mà nó không còn cân bằng nữa, mà khi đấy sạc thông qua cái củ sạc DC này không được, bởi vì cái bản thân khi đấy cái mạch sạc nó không không thể là cân bằng nổi lại cái đáp pin, thì khi đấy bạn nên sử dụng cái iMac B6 để bạn cân bằng trực tiếp các cái pin không qua mạch sạc, thì khi đấy cái điện áp nó sẽ thẳng vào điện áp pin chứ không phải thông qua cái điện áp mạch sạc nữa. Đấy, điện áp các pin bây giờ đang cân bằng nhau 3,9. Xin cảm ơn các bạn theo dõi.